Sau đây là kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6, ngày 27 tháng 10 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 5, 6. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 7, 8, 9, 2, 9, 0, 5, 2, 0, 2, 7. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1070. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 93876, 86832, 52007, 63980, 96867, 75481, 79158. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 08192, 80483. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 01523. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 58438. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 03717. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 03717.